Thảo Quê xin chào cả nhà. Bữa nay là ngày 29 tháng 4. Mình coi trên TikTok hoặc là YouTube rồi đó. Thấy cũng nhiều người thì lũ lượt kéo nhau về quê để chuẩn bị ăn mừng cái ngày lễ 30 tháng 4. Thì là ngày mai sắp tới. Ở nơi quê mình thì mọi người cũng đang tất tả lo toan từ mồi màng cho tới rượu chè để ngày mai là 30 tháng 4 cũng có lai rai mừng ngày lễ. Còn mình thì cũng tranh thủ làm một video để chia sẻ cùng với cả nhà. Video hôm nay mình chia sẻ cùng cả nhà cũng khá đơn giản cả nhà. Thì cái cách để mà mình xử lý khi cái đầu mỏ hàng chì nè nó bị không ăn chì. Thì cái lý do nó không ăn chì á nó cũng nhiều lắm. Cái mỏ hàng chì này á là mình để dành mình hàng, dây điện rồi nọ trong cái công việc làm. Thì nó tóm lại mình cũng cưng nó như cưng trứng mà hứng như hứng hoài cả nhà. Nhưng mà hôm qua một cái chú bán vé số ghé đây hàng cái bô xe. Thì trong cái thời gian mà mình gỡ cái bô mình đem vô trong mình hàng á, thì ở ngoài ổng có thấy cái đầu hàng chì nè. Rồi ổng cắm điện vô ổng chọt. Ổng chọt cho lủng cái dàn áo đó cả nhà. Lặn lấy cái lỗ để xỏ kẽm, dàn áo bị bể mà xe cũng nhà nghèo cả nhà. Thì bây giờ cái tình trạng nó không có ăn chì nữa. Nó bây giờ mình chấm chì là nó không có ăn nữa. Đây. Đó, bây giờ mình chấm chì là nó không ăn. Đây nè. Đó. Cái tình trạng của nó bị như vậy là bởi vì cái nguyên nhân á là nó bị áo một cái lớp dơ bên ngoài rồi. Cái nhiệt độ nó không có dẫn ra được. Đó, bây giờ như trên đây thì nó tiếp xúc được. Đó, đây tiếp xúc được nè. Thì nó sẽ chảy chì. Còn ở đây á, là hoàn toàn nó bị một cái lớp áo bên ngoài rồi, nó không có dẫn nhiệt độ ra với cộng chì mà mình hàn. Thành ra bây giờ mình chấm là vô phương. Đó. Rồi, bây giờ cách xử lý này cũng khá đơn giản cả nhà, chứ nó cũng không cực khổ gì đâu. Ở đây mình sử dụng một cái chén nè. Cái nhà mình á là mua một miếng axit. Cái này là cái axit ắc quy. Người ta có bán sẵn một cái bình gì nè, bình nhỏ xíu à. Bình mấy ngàn bạc mua đi mình xài. Đó, mình chế miếng axit ra. Để mình tiến hành mình tẩy ha. Cái axit này công dụng của nó là tẩy để cho nó trôi cái dơ ra. Rồi, axit là phải đựng chén cả nhà. Một là đựng chén, hai là đựng trong bình nhựa chứ không có đựng trong cái vật kim loại, cắt lon bia hay gì mình đựng nó sẽ bị lủng. Tại vì nếu mà đụng kim loại nó sẽ ăn mòn kim loại. Còn chén, bát rồi nọ, ly rồi ok, không đời nào axit ăn được. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhúng vô nha cả nhà. Đó. Rồi. Khi mà mình nhúng vô á là cái đầu mỏ hàng là mình phải cho nó có điện vô để cho nó có độ nóng thì nó mới có tác dụng. Rồi. Cái khói này á, là mình phải né ra nha cả nhà. Còn không mình bật quạt nha. Chứ không có hết vô. Chứ mình không có hết vô nha. Đó, mình hết vô rất là hại. Rồi. Bây giờ nó đã tẩy cái đầu này nó trắng rồi nè. Mình lấy cái dũa. Mình dũa về nhẹ thôi nha. Dũa mạnh quá thì nó mòn cái đầu này nhiều thì nó uổng. Đó, mình chỉ cạo nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Mình tẩy ra mình thấy cái lớp trắng sáng sáng vậy là thấy ngon rồi đó. Rồi tiếp tục lần thứ hai nữa nè. Đó, mình nhúng vô lần thứ hai. Rồi. Nhớ là né cái khói này ra. Chứ không có hết vô. Lấy cái quạt thổi ra cũng được. Cách này là phục hồi là nguyên trạng cái đầu hàng chì nè. Nó ăn chì như cũ. Rồi. Giờ về là ngon rồi đó, nhưng mà mình làm thêm một lần nữa cả nhà. Mình làm lần này nữa là rất tuyệt vời luôn á. Đó. Rồi. Giờ mình hàng là ok rồi cả nhà. Giờ mình sẽ test thử luôn nè. Vô nhựa thông. Rồi cả nhà thấy không? Đó, nó bám chì rồi đó. Vậy đưa vô dây điện là ok liền. Vậy đưa vô dây điện là ngon lành liền. Thank you.
cái đầu hàng chì này nè, một khi mà mình dùng để hàng chì thì cả nhà mình đừng có xài chung với lại hàng nhựa đồ nọ ha. Nếu trong cái trường hợp mà mình cần để mà chọt lỗ hay là mình hàng nhựa đồ nọ thì mình sẽ sử dụng một cái đầu khác đó, có nghĩa là mình phải mất công mình phải sử dụng một cái đầu khác. Cái đầu nào mà chọt nhựa, hàng nhựa, hàng đồ mũ là mình xài riêng, còn cái đầu hàng chì á là mình xài riêng. Chứ nếu mà mình xài chung á, là mỗi lần mà mình sử dụng á, là mình phải tái lập nó lại, nó rất là mất thời gian đó. Cái cách này á, cả nhà mình nếu ai có axit thì dùng axit, cái hiệu quả của nó cao hơn. Đây là axit châm nước bình, nó bình ắc quy, thành ra nó cũng không có nguy hiểm gì đó. Nó chỉ có tác dụng á, là nó phụ tẩy cái đầu này cho nó mau trở về cái trạng thái ban đầu. Còn nếu cả nhà mình không có axit thì chà không cũng được, nhưng mà chà không thì nó hơi lâu hơn đó, có nghĩa là thời gian mình ngồi mình chà hơi lâu hơn. Mình chà mà cho nó sáng cái đầu này lên, nó tróc ra hết cái lớp da bên ngoài, nó không còn cái lớp da mà đen đen bám bên ngoài á, nó giữ nhiệt độ tốt giữa cái đầu mô hàng này với lại cái cọng chì là ok, là nó sẽ ăn chì trở lại. Rồi, thằng Quê chia sẻ cùng cả nhà, tới đây thì kết thúc video nha. Cả nhà xem video thấy có hữu ích thì tặng thằng Quê một like để ủng hộ thằng Quê. Thằng Quê cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ thầy Quê chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào mỗi clip sau.